Xin chào quý khách hàng, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ cập nhật cho quý khách hàng về cái mức giá lăn bánh của chiếc xe Ford Everest ở tại thị trường Việt Nam, cũng như là lý giải cho khách hàng tại sao dòng xe Ford Everest ở thị trường Việt Nam lại có cái mức giá hàng tháng chênh lệch và thay đổi liên tục như vậy mà nó không ổn định. Bởi vì Cường nhận được rất nhiều khách hàng quan tâm về chiếc xe Ford Everest này. Ví dụ như ở thời điểm này, tháng 10, quý khách hàng nhận một cái báo giá. Quý khách hàng nói với Cường: ồ, em sao cái giá này ở thời điểm này nó lại cao hơn so với lại những cái tháng 7 tháng trước, tháng 7 hoặc là tháng 8. Bởi vì anh đã theo dõi cái dòng xe này cách đây vài tháng rồi mà bây giờ chuẩn bị quyết định mua này. Thì hôm nay Cường sẽ lý giải cho quý khách hàng để quý khách hàng hiểu rõ được là có nên mua Ford Everest ở thời điểm hiện tại hay không. Đầu tiên, quý khách hàng hãy nhìn lên màn hình giúp Cường. Với Ford Everest ở thị trường Việt Nam có tổng cộng là 5 phiên bản. Mức giá niêm yết lần lượt thấy trên màn hình và mức giá lăn bánh ở thời điểm hiện tại thì quý khách hàng cũng có thể thấy lần lượt trên màn hình ở tỉnh và thành phố. Và Cường xin phép chia sẻ một xíu là cái mức giá này, Cường chỉ để cái mức giá cơ bản là theo chương trình chính sách của Ford Việt Nam. Nhưng thực tế, Cường hỗ trợ cho quý khách hàng tốt hơn cái mức giá này rất nhiều. Và khi mà quý khách hàng liên hệ với Cường và Cường báo giá thì Cường cũng chỉ được phép báo giá lăn bánh ở cái mức là mặt bằng chung cho phép mà thôi. Nhưng mà khi đến thực tế showroom hoặc là Cường có thể xuống tận nhà khách hàng, mình có thể gặp mặt trao đổi thì cái mức giá nó có thể thấp hơn rất nhiều. Cái này Cường xin cam kết luôn nha. Cường xin cam kết là cái mức giá nó thấp hơn rất là nhiều. Tại sao? Bởi vì cái quy chế, cái thể chế của Ford thì khi mà chúng ta báo giá thì chỉ được báo giá một cái mức chung chung thôi. Còn khi mà ký hợp đồng làm việc thực tế hay là biết được cụ thể cái thời gian quý khách hàng nhận xe, giao xe, màu sắc rồi là tình hình tài chính như thế nào thì Cường chắc chắn cam kết với quý khách hàng là có thể hỗ trợ cái mức giá tốt hơn rất là nhiều so với lại cái mức giá mà quý khách hàng có thể thấy trên màn hình nha. Cái này Cường xin cam kết. Và quý khách hàng hãy thông cảm với Cường, đại lý bên Cường thì cũng phải làm theo những cái rule, những cái quy tắc của Ford Việt Nam, của một cái tình hình chung. Chứ Cường mà báo giá bậy bạ thì nhiều khi mình lại bị phạt bởi Ford Việt Nam. Nhưng cứ âm thầm gọi điện thoại cho Cường, chúng ta gặp mặt nhau trao đổi thì Cường xin cam kết là làm được cái mức giá tốt hơn rất là nhiều. Còn quay trở lại cái câu chuyện thứ hai là tại sao cái mức giá nó có thể thay đổi liên tục như vậy, thì nó có vài nguyên nhân như sau. Với dòng xe Ford Everest, cái nguồn cung là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được sản xuất tại bên nhà máy Thái Lan. Cho nên cái nguồn xe về Việt Nam nó sẽ không được ổn định như các dòng xe lắp ráp. Ví dụ buôn về cho Việt Nam 1.000 xe thì tháng đó nguyên cái thị trường Việt Nam chỉ có 1.000 Ford Everest. Nhưng mà có những cái tháng thì là chỉ 700-800 xe, hoặc là có những cái tháng hơn 1.000 xe. Nó tùy thuộc vào cái nguồn cung của bên Thái Lan đưa vào Việt Nam. Thứ hai, nó phụ thuộc vào cái nguồn cầu. Cho nên quý khách hàng có thể thấy là cái sức mua Ford và các dòng xe ô tô nói chung tại thị trường Việt Nam trong một năm, cái tháng 7, tháng 8 là cái tháng thấp điểm nhất. Bởi vì theo dân gian quan niệm thì không nên mua xe hay là xây nhà vào cái tháng 7 âm lịch. Cho nên người Việt Nam mình cũng có cái tâm lý e dè và làm những cái việc lớn trong cái tháng 7 âm lịch. Thì cái tháng gọi là cái tháng gọi là không được may mắn trong một năm. Thì chính vì cái tâm lý đó cho nên làm cái nguồn cầu, tức là cái sức mua của thị trường nó giảm. Cho nên là buộc nhà máy và đại lý phải tung ra thêm những cái chương trình để cân bằng cung và cầu. Cho nên tháng 7, tháng 8 là cái tháng được giảm giá nhiều nhất trong một năm. Nếu quý khách hàng mà mong muốn được một cái giá như tháng 7, tháng 8 thì buộc chúng ta phải chờ thêm một năm nữa. Là đến tháng 7, tháng 8 năm sau chắc chắn luôn. Và Cường xin cam đoan trong một năm tháng 7, tháng 8 là cái tháng mà giá nó tốt nhất. Còn đầu năm thì giá nó cũng tốt đó, nhưng mà nó không bằng so với lại là tháng 7, tháng 8. Và càng cuối năm thì lại là càng tăng. Bởi vì sao? Cuối năm cái nhu cầu của khách hàng mua xe để đi chơi Tết này, đi du xuân này rất là nhiều. Cho nên là cái sức mua nó sẽ tăng. Người ta làm lụng một năm vất vả rồi, cuối năm muốn mua một chiếc xe để phục vụ cho gia đình, dành dụm nguyên một năm cuối năm để được tận hưởng. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp, cuối năm thì người ta cần cái hóa đơn đầu vào, cần cái tài sản để mà gọi là khấu hao thuế. Hoặc là ví dụ như doanh nghiệp người ta cần những cái hóa đơn chứng từ xuất hóa đơn trong cái tháng đó để khấu trừ, thì cái đó là nội bộ của các doanh nghiệp. Hay là đơn giản là quý khách hàng hình dung cái nguồn sản xuất, cái nguồn cung ở bên Thái Lan
cái nghe dung lượng của nhà máy sản xuất ra cái chiếc xe Ford Everest là cố định rồi. Nhưng mà cuối năm thì ở các đất nước mà nhà máy Thái Lan nó cung cấp, ví dụ như Việt Nam, Indo hay Philippines, thì là nhu cầu nó tăng. Bởi vì ở Việt Nam mình thì cái Tết dương lịch có thể là cái Tết gọi là nó không có được lớn bằng Tết âm lịch. Nhưng mà ở các nước tư bản, các nước phương Tây á, thì cái Tết dương lịch lại là cái Tết lớn nhất trong một năm. Cho nên là cái sức mua ở cuối năm rất là nhiều ở các thị trường nước bạn nữa, chứ không riêng về thị trường Việt Nam. Mà cái nhà máy thì nó có một cái nhà máy ở Thái Lan à, cho nên là nhu cầu ở các nước tăng mà nhà máy thì vẫn cố định, thì dẫn đến là cái sản lượng, cái nguồn cung nó không bằng cái nguồn cầu, dẫn đến là càng cuối năm càng tăng giá. Quý khách hàng cứ để ý mà xem, nhiều khi mình mua một chiếc xe rồi mình không quan tâm nữa, nhưng mà đối với lại những người như Cường thì làm cả mấy năm rồi, cho nên là mình nắm bắt được cái quy luật lên xuống của thị trường nó rất là bình thường. Cho nên là Cường chia sẻ như vậy để cho quý khách hàng mình hình dung thêm được cái nguồn cung và nguồn cầu của cái dòng xe này như thế nào. Và thêm một yếu tố nữa, đó là giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Nghe thì có vẻ không liên quan đến Ford Everest đúng không? Ford Everest là một dòng xe nhập khẩu mà, nhưng nó liên quan rất mật thiết nha quý khách hàng. Đến ngày 31 tháng 12 2023 là chấm dứt cái chương trình của chính phủ là giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp. Thì những đối thủ của chiếc xe Ford Everest này như là Fortuner, Mitsubishi hay là Nissan thì đa số là lắp ráp tại thị trường Việt Nam, cho nên là được hưởng cái chương trình đó. Cho nên là ở cái thời điểm hiện tại, nhà máy và đại lý đều có những cái chương trình hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ hay là giảm một phần chi phí nào để hỗ trợ, để bù đắp cho quý khách hàng khi mà mua xe nhập khẩu mình không được giảm 50% lệ phí trước bạ. Cho nên là ở cái thời điểm này thì cái dòng xe này đang được giảm giá rất là nhiều. Nhưng mà khi càng về cuối năm, khi mà hết cái chương trình đó, thì lúc đó là các dòng xe lắp ráp cũng không được giảm 50% lệ phí trước bạ, thì chắc chắn nhà máy và đại lý họ cũng cắt bớt cái chương trình khuyến mãi cho dòng xe Ford Everest này để cạnh tranh với lại các đối thủ. Cho nên là càng về cuối năm, khi mà biết được cái tình hình thị trường và biết được sắp hết giảm 50% lệ phí trước bạ, thì khách hàng chúng ta thường có cơ hội là tận dụng, tiết kiệm nhiều nữa chứ, tiết kiệm khoảng 5-70 triệu cho một xe. Quý khách hàng cứ tưởng tượng là cái xe 1.2 tỷ đi, đóng thuế trước bạ là 120 triệu, nhưng mà giảm được 50% thì con 60 triệu, chắc là tiết kiệm được đâu đó có hơn 60 triệu, 50-70 triệu tùy vào dòng xe. Cho nên đó là một cái rất là nhiều. Cho nên là Cường chia sẻ như vậy để quý khách hàng mình hình dung được là cái giá mỗi tháng nó có thể thay đổi, và đặc biệt càng cuối năm thì giá nó lại càng tăng nhờ vào những cái dữ liệu mà Cường vừa mới chia sẻ. Cho nên là quý khách hàng, nếu mà mình cứ mong chờ một cái giá tốt như tháng 7, tháng 8 thì mình phải chờ thêm một năm nữa. Chứ Cường chắc chắn luôn, càng về cuối năm giá càng tăng, cho dù thị trường thấp như thế nào đi nữa. Bởi vì thị trường Việt Nam mình có thể là thấp điểm, nhưng ở những cái thị trường nước ngoài nó lại không như thị trường Việt Nam của chúng ta, mà dòng xe này là dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan, mà nhà máy Thái Lan thì cung cho rất nhiều đất nước. Cho nên là cái nguồn cung của Ford Everest cuối năm nó sẽ ít hơn, và nhu cầu khách hàng thì chắc chắn là sẽ tăng hơn rất là nhiều. Thì quay trở lại là với thời điểm hiện tại chúng ta có nên mua Ford Everest hay không, thì Cường xin mạnh dạn chia sẻ là cái thời điểm tốt nhất để mua Ford Everest là tháng 7, tháng 8. Nhưng tháng 7, tháng 8 nó đã qua rồi, còn ở thời điểm này thì vẫn là một cái thời điểm tốt hơn so với lại cái việc mua xe càng về cuối năm. Đó là cái câu trả lời của Cường. Và thực sự nếu quý khách hàng mà đang cần gấp một cái xe để phục vụ cho công việc, hay là cái nhu cầu của mình cần gấp lắm rồi, thì lúc đó thực sự chúng ta buộc phải quyết định mua một cái dòng xe, và Cường sẽ cam kết hỗ trợ cho quý khách hàng cái mức giá tốt nhất ở thời điểm mà quý khách hàng chốt mua xe. Và quý khách hàng hãy xem lại một lần nữa cái mức giá lăn bánh của các dòng xe Ford Everest ở thời điểm hiện tại ở tỉnh và ở thành phố. Và Cường xin nhắc lại là những cái Cường báo ở đây chỉ là báo theo rule, theo quy luật, theo cái chính sách của Ford Việt Nam. Thực tế khi khách hàng và Cường gặp mặt và mình biết được cái chính xác cái thời điểm và cái nhu cầu mong muốn của khách hàng, thì Cường xin cam kết là Cường sẽ giảm cho quý khách hàng tốt hơn cái mức giá mà quý khách hàng thấy ở trên màn hình. Cái này Cường xin cam kết luôn nha. Cho nên quý khách hàng mà có nhu cầu mua xe, cứ liên hệ với Cường hoặc là phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã dành thời gian để xem cái video này, và Cường tin chắc rằng cái video này sẽ giúp ích được cho quý khách hàng cái việc là mua xe ở thời điểm hiện tại đối với lại các dòng xe Ford Everest ở thị trường Việt Nam. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Xin gặp lại quý khách hàng trong các video tiếp theo.